kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin hoa thành đốn ngày hôm nay chúng tôi có bản tin phân tích với ông đinh hùng cường và anh nguyễn phú quý À, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu à, ngày 20 tây tháng 12 năm 2019 à, cũng là những cái ngày mà người dân Hoa Kỳ đang sửa soạn mua sắm cũng là cái ngày mà người ta nghe rất là nhiều tin tức về vấn đề luận tội một tổng thống và vấn đề làm như thế nào để mà chúng ta có được một cái um, những ngày tháng vui vẻ thì đây, sau đây là cái sự phân tích để nhằm chúng ta hiểu được là tại sao uh, vấn đề impeachment nó đã bị bảo hòa rồi và tại sao vấn đề impeachment nó không ảnh hưởng đến chiến trình mậu dịch của Hoa Kỳ và Uh, trung cộng đó là lý do tại sao chúng tôi có buổi phân tích ngày hôm nay cho chương trình thứ sáu rất là đặc biệt này à, trước hết uh, xin được kính chào ông đã, chào anh võ thiên nhân xin uh, kính chào quý vị khán thính giả khi mà chúng ta nói tới chiến tranh mậu dịch có nghĩa là một cái điều đáng đo từ hồi đầu năm cho tới bây giờ cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện về vấn đề kinh tế là nói tới chiến tranh mậu dịch nhưng mà tất cả những cái tài liệu đó cho thấy rằng hiện nay cái vấn đề chiến tranh mậu dịch ở giai đoạn 1 nó đang xong rồi nó sẽ đi vào giai đoạn 2 thì ông nhận định như thế nào vậy thưa À, thưa anh võ thành nhân thưa quý vị à, khi mà mình nói về chiến tranh mậu dịch đó, thì nó nằm trong một cái kế hoạch rộng lớn của nước mỹ à, gần đây đó thì à, thứ nhất là trung cộng đã có một cái nền kinh tế vững vàng và đã bành trướng quân sự thành thử ra cái chuyện mà trên cái cái, cái 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 sự mà mậu dịch về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung cộng phải xảy ra. Vì nước Mỹ phải tìm mọi cách làm sao để lấy lại cái quyền lợi đã mất cho Trung cộng. Thứ hai nữa đó là làm sao để mà chặn đứng cái nguy cơ là Trung cộng có thể tiếp tục bành trướng là gây cái sự gọi là giàu có cho mình bằng những cái phương cái phương chuyện không chính đáng ở trên thế giới. Do đó cái cuộc chiến tranh mậu dịch đấy nó nằm trong một cái địa bàn rộng lớn. Thành thử ra ngay bây giờ đó thì nó đang xảy ra ở trong cái giai đoạn 2 như Võ Thành Nhân đã nói. Nhưng mà nước Mỹ đó đã chuẩn bị những cái chuyện này từ trước và à, tìm những cái cách để làm sao để mà có thể chặn đứng những cái sự mà bất công mà từ trước đến giờ thế giới cũng như dành cho Trung Cộng. Thí dụ như Trung Cộng bây giờ là một nước đang phát triển, đã trở nên siêu cường mà vẫn được hưởng những cái quyền lợi của những nước kém mở mang thì như vậy nó rất là bất công. Thành như với những cái vấn đề đó Tổng thống Trump đã đi vào vấn đề và à, ngưng lại những chuyện đó và thứ hai nữa là tìm cách tăng những cái thuế lên để làm sao cho cái cán quân xuất nhập giữa Trung cộng và nước Mỹ cho nó quân bình. Đó. Có vẻ như là ông Tổng thống Donald Trump không có để ý về vấn đề chiến tranh mậu dịch và cái cuộc bầu cử sắp tới khi mà ông ta phải vận động phải tái tranh cử. Ông cái đó rất là quan trọng là bởi vì như thế này bởi vì cái chiến tranh mậu dịch đó đã thứ nhất đó, là đã chặn đứng được cái sự bành trướng của trung cộng về quân sự cũng như về kinh tế và thứ hai nữa đã tăng lên những cái sự phần uh, giàu có và 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 sức mạnh cho nước mỹ về vấn đề stock market về vấn đề kinh tế về vấn đề hàng hóa thì cái đó là một hình thức gián tiếp để đưa ông tổng thống trump trên cái con đường tranh cử có lợi vào trong năm 2020 tới đây thưa anh Võ Thành Nhân. Do ừ. đó nên khi mà những cái điều kiện mà với lại khi mà phải thảo luận khi mà phải bàn cãi với lại Trung Cộng đó, ông ta vẫn giữ thế thượng. À, vấn đề như thế này là cái 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 sách lực của Tổng thống Trump mà mình nhìn thấy đó là ông có một cái à, dơ cao đánh sẽ, tức là ông đã dồn Trung Cộng vào những cái thế thật là bí, xong rồi đó ông sẽ nới ra từ từ bằng cách là ông ấy hăm dọa ông ấy tăng uh, thuế lên như vậy sẽ ảnh hưởng tới những cái người tiêu thụ bên Mỹ nhưng mà ông tạm thời ông ấy gọi là pending ngừng lại ở đó và để cho anh thấm rằng thì anh biết rằng nếu mà anh tiếp tục mà không ngồi thương thuyết với tôi cho hợp lý cho công bằng đó thì anh sẽ bị những cái trừng phạt này nhưng mà trước khi tôi làm những cái chuyện trừng phạt ở đó tôi tạm thời tôi nới ra một chút để cho anh nhìn thấy cái thiệt hại thành ra cho đó bây giờ cái giai đoạn một họ tiến qua được là vì nhờ cái kỹ thuật rất là giỏi của của ông tổng thống trong cái cái vấn đề mà chiến tranh, mậu dịch với Trung cộng. Như vậy là khi mà chúng ta nói cái đấu trường giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ về vấn đề thương mại đó, à, bên cạnh một cái thế lực về quân sự của Trung Cộng hiện nay đang ở Biển Đông, đó, thì ông thấy nó có sự tương nhượng nào đó để mà làm cho cái bầu không khí sinh hoạt về vấn đề quân sự ở tại Biển Đông nó im dịu hơn hay là nó sẽ có những cái khuấy động bất ngờ? Cái vấn đề tương nhượng thì không có, nhưng có cái vấn đề này là khi mà cái đồng tiền nó eo hẹp đó, thì cái người những cái nhà lãnh đạo của cộng sản họ phải suy nghĩ bây giờ nó rất là tốn kém để mà duy trì cái Biển Đông. Thứ nhất đó, Trung Cộng hiểu rằng không giữ nổi cái Biển Đông làm độc quyền cho mình vì Mỹ và những cái quốc gia khác trên thế giới sẽ xâm nhập. Thành thử ra cái tiền mà để bị hiểm trợ cho những cái những cái hải đảo mà nhân tạo đó rất là nhiều, rất là tốn. Và bây giờ cái chiến tranh mậu dịch đó, đó nó đã ảnh hưởng tới cái chuyện đó và làm cho những cái sự hoạt động quân sự về Biển Đông nó yếu hẳn đi mà nước Mỹ không cần phải dùng đến cái lực lượng quân sự. Yeah. và kính thưa ông khi một ngày hôm qua đó vấn đề impeachment ở sàn hạ viện đã quyết định để cho lên thượng viện rồi đó thì ông nghĩ rằng những ngày tháng sắp tới chúng ta phải có những cái chuẩn bị gì để mà chúng ta hưởng Christmas hoặc là chúng ta không phải lo chúng ta không phải quan tâm cứ để cho quốc hội với lại với lại thượng viện của Hoa Kỳ giải quyết vấn đề impeachment à, cái vấn đề nó rõ ràng là cái ngày thứ năm là quốc hội Hoa Kỳ đã bầu impeachment tổng thống Yeah, yeah. Nhưng nhưng mà cái vấn đề đó là cái tờ báo nó chạy một cái article có vẻ nghĩa là bias, dùng <laughs> dùng cái chữ này như có có cho người ta hiểu rằng như là ông Tôm đã bị cách chức rồi. Nhưng mà thực tế thì ông ấy vẫn bình chân như vậy và ông đã đi uh, vận động ứng cử. Người ta nhìn thấy rằng trong cả cái buổi tranh luận ngày thứ năm đó, người ta người, uh, ngày thứ tư đó người ta nhìn thấy rằng là rõ ràng đây là hai đảng mà gọi là có những cái sự tranh chấp về chính trị. Vì thường thường theo cái sự mà in pitch là phải có sự đồng thuận của hai đảng như bà Pelosi bà đã nói nhưng mà trong cái trong cái trường hợp này người ta chỉ nhìn thấy có một đảng dân chủ quyết tâm để hạ ông Trump và đảng cộng hòa đã đoàn kết chặt chẽ sau lưng ông ông, ông Trump thì mình nhìn thấy rằng thứ nhất là cái vấn đề đối với lại đảng ở đây là một cái vấn đề hoàn toàn mà không có được hai đảng chấp thuận thứ hai nữa đó, cái kinh tế của nước Mỹ nó không ảnh hưởng tới cái impeachment và những cái sinh hoạt của ông tổng thống cái quyền lực của tổng thống vẫn còn y nguyên thành ra cái chuyện impeachment này thứ nhất nó đã đi vào một cái giai đoạn mà theo tôi nghĩ là wrong time vì người ta lo kinh tế người ta lo sắm Christmas và cái chuyện này nói đi nói lại cũng có chỉ từng đó chuyện mà không có cái gì mới mẻ và không có gì rõ ràng để buộc tội ông Trump thành ra dư luận ở bên ngoài người ta cũng rất thở thành ra cái chuyện impeachment trong cái ngày thứ tư và ngày hôm nay báo chí làm rầm rộ lên thì tôi nghĩ rằng không ảnh hưởng tới cái chuyện thứ nhất là cái chiến tranh mậu dịch giữa trung cộng và mỹ thứ hai nữa không ảnh hưởng tất cả những cái vấn đề mà liên quan về quân sự ngoại giao hành tránh của hoa kỳ và vấn đề kinh tế và vấn đề stock market vấn đề kỹ nghệ cũng không bị ảnh hưởng thì cái quan trọng là người ta nhìn thấy rằng có thể ông trump có những cái khói điểm có những cái sai lầm nhưng mà cái thành quả 3 năm ông làm việc đã cho thấy nước Mỹ trở nên hùng mạnh dân giàu hơn và người ta có tiền hơn cái cái năm nay người ta tiêu xài rất là rộng rãi hơn nữa và có những cái chương trình rất là cụ thể như đã xây được bức tường làm những chuyện này chuyện nọ thành ra tóm lại trả lời anh võ thành nhân và quý vị là cái vụ impeachment này dù rằng thì là có ồn nào đi chăng nữa thì nó sẽ ngừng lại ở Thượng viện. Vì không làm sao, như tôi đã nói, đạt được 2 phần 3 nghị sĩ ở trên Thượng viện bầu phế chất phế ông Trump. Yeah. À. Xin được cảm ơn ông Đinh Hồ Cường. À. Dạ, xin cảm ơn Giang yeah. à, kính thưa vị, chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần 2, à, phần bản tin phân tích với anh Nguyễn Phú Quý. À, chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị.